Hành trình nổi tiếng của ca nương 14 tuổi vừa qua đời. Vài ngày trước khi qua đời sau tai nạn giao thông, ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh tiết lộ ước mơ làm giáo viên dạy văn. Ước nguyện đó dang dở mãi mãi. Tú Thanh sinh năm 2009 từng gây chú ý khi tham gia loạt game show như Biệt Tài Tí Hon, Người Hùng tí Hon, Gương Mặt Thân Quen Nhí. Cô bé gây ấn tượng khi tự tin diễn sướng nhiều môn nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, sẩm trước đám đông và giới nghệ sĩ ở độ tuổi ngây thơ non nớt. Tú Thanh yêu những tác phẩm như là Thị Màu, Cô Đôi Thượng Ngàn và bộc lộ đam mê ca trù của mình từ khi còn nhỏ. Qua lời kể của bà nội, từ khi 3 tuổi, Tú Thanh đã thể hiện đam mê âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân gian. Bà nội của Tú Thanh nhớ lại, một lần cả nhà xem chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Tú Thanh xem Thiện Nhân quán quân năm 2014 biểu diễn bài hát Cô Đôi Thượng Ngàn. Cháu mê bài hát đó và chỉ một vài ngày sau đã thuộc lòng nó. Như một sự trùng hợp, Tú Thanh đã bước vào thế giới của ca trù khi còn ở tuổi thơ. Cô bé thường theo bà đến Đình Làng Trung Nghĩa ở thành phố Hải Phòng để xem người lớn biểu diễn. Những câu hát, những thể cách trong không gian đình làng đã thức tỉnh bản năng âm nhạc tài ba của cô bé. Năm 2016, lúc 7 tuổi, Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Gia đình của ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam không có ai theo đuổi nghệ thuật mà chủ yếu làm kinh doanh. Tú Thanh thì khác, rất đam mê dòng nhạc dân gian. Cô bé đã biết đến cụ Hà Thị Cầu, một nghệ sĩ hát sẩm, và cô thường xem các clip nhạc dân gian, tua đi tua lại để hát theo. Đó là cách mà cô bé bắt đầu theo đuổi niềm đam mê với dòng nhạc này. 3 ngày trước khi qua đời do tai nạn giao thông, trên trang cá nhân, ca nương Đặng Tú Thanh viết những lời tâm sự. Con xin tri ân quý thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học trong khóa tu mùa hè, Bồ Đề Tâm chùa Vẽ. Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà, các mẹ cùng các anh chị, chúng trưởng, chúng phó đã vất vả, chăm lo cho chúng con để chúng con có một khóa tu học vui vẻ và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với sự bao tiếc nuối. Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023. Đây chính là tâm sự cuối cùng của cô bé tài hoa. Nhiều khán giả khi nghe thông tin Tú Thanh tử nạn đã không khỏi bàng hoàng xót xa. Trên trang cá nhân của em, nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống. Bạn bè của ca nương cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh của cô bé trong đời thường và những chương trình biểu diễn nghệ thuật mà Tú Thanh tham gia. Vài ngày trước khi qua đời, ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam cũng tiết lộ ước mơ làm giáo viên dạy văn. Trước đó em đã quyết định ở lại Việt Nam, không đi du học cùng chị gái. Hồi nhỏ, em được báo giới gọi là hiện tượng thần đồng nên từng ước mơ làm ca sĩ. 12 tuổi, em lại ước mơ làm công an, để được hát phục vụ các chiến sĩ. Càng lớn thì Tú Thanh càng thấy không phù hợp với giới giải trí. Vì vậy, em cố gắng học hành để trở thành giáo viên dạy văn và dùng tiếng hát phụng sự Phật Pháp. Những năm gần đây, em tham gia các khóa tu đều đặn. Hôm trước ngày cuối đời, em còn bảo với mẹ nuôi hoàn thành nốt khóa tu này sẽ tập trung vào việc học. Ước nguyện đó đã dang dở mãi mãi. Đêm 30 tháng 6, Đặng Tú Thanh vừa hoàn thành khóa tu mùa hè. Các sư thầy kêu ở lại chùa vài hôm, nhưng em muốn về nhà vì nhớ bà nội, cũng như đến phòng khám để siết răng. Ca nương đang niềng răng. Trưa ngày 1 tháng 7, trên đường về nhà cùng chị gái thì ca nương gặp tai nạn. Bố mẹ Đặng Tú Thanh đang đi làm xa, nên một vị sư cô lớn tuổi phụ trách tổ chức tang lễ. Họ quá đau đớn vì không thể về nhìn hình ảnh con gái lần cuối. Sáng nay, mùng 2 tháng 7, lễ viếng ca nương Đặng Tú Thanh diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút tại nhà riêng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu. 16 giờ cùng ngày, gia đình đưa linh cữu ca nương Đặng Tú Thanh đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Ninh Hải. Thông tin về quy định cấp biển số xe định danh là biển sẽ đi theo chủ xe suốt đời, không được phép mua bán chuyển nhượng. Mỗi chủ xe được sở hữu nhiều biển số. Cùng với đó là nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7. Đây là vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Vậy thì những quy định này có đặc điểm gì mới? Và điều đặc biệt, nếu muốn tham gia phiên đấu giá biển số xe ô tô thì người dân cần phải thực hiện những bước nào? Thông tin sẽ được cập nhật trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Phiên cấp biển số theo mã định danh cá nhân được thực hiện theo nội dung dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới, thay thế thông tư 58 năm 2020 của Bộ Công an. Theo đó, với nhiều điểm đáng chú ý. 1. Quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ sở hữu. Theo đó, đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân, người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài, tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. 2. Một số người được sở hữu nhiều biển số xe. Một người được sở hữu nhiều biển số và được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Trường hợp chủ sở hữu nhiều xe thì mỗi xe vẫn có một biển số. Tuy nhiên, với các biển số này thì được quản lý theo mã định danh của chủ sở hữu. Bên cạnh đó, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác. Biển số định danh được giữ lại trong 5 năm, quá thời hạn, nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan chức năng sẽ thu hồi và đưa vào kho để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Đặc biệt, trường hợp chủ xe chuyển nơi cư trú thì được giữ lại biển số xe, không phải đổi biển số xe. 3. Không được phép mua hoặc chuyển nhượng biển số xe. Theo thông tư, biển số định danh sẽ được sử dụng suốt đời, không được phép mua bán hoặc chuyển nhượng biển số xe. Tuy nhiên, riêng với các biển số đấu giá thì được phép bán, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số xe kèm theo xe. Sau khi chủ xe làm thủ tục liên quan thì giữ nguyên biển số đi theo xe tại cơ quan đăng ký nơi người mua xe cư trú. 4. Biển 5 số khi định danh sẽ giữ nguyên, biển 3 và 4 số xe cấp đổi sang biển 5 số. 5. Những xe chưa sang tên, đổi chủ thì sau khi áp dụng định danh biển số xe sẽ bỏ biển cũ và bấm biển mới theo mã định danh của chủ sở hữu. Cùng với việc thí điểm cấp biển số theo mã định danh cá nhân, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 73 năm 2022 cho phép thí điểm đấu giá biển số xe, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39 năm 2023 hướng dẫn chi tiết việc triển khai Nghị quyết 73. Theo nghị định này, việc thí điểm đấu giá biển số ô tô được thực hiện trong 3 năm, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Để tham gia phiên đấu giá, người dân cần thực hiện 5 bước sau. Bước 1. Tạo tài khoản và đăng ký đấu giá qua mạng. Bước 2. Lựa chọn biển số ưng ý trong danh sách có sẵn. Bước 3. Nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước. Bước 4. Truy cập vào trang đấu giá trực tuyến để thực hiện đấu giá. Trong đó, giá khởi điểm tối thiểu là 40 triệu và mỗi bước trả giá tiếp theo là 5 triệu đồng. Và bước 5. Nhận kết quả và thanh toán. Đáng chú ý, cần chuyển tiền đấu giá trong vòng 15 ngày. Bộ Công an dự kiến phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Chúng tôi đã chuẩn bị về nguồn nhân lực, bởi vì chúng ta thấy là cái việc mà đấu giá biển số xe ô tô tại Việt Nam, đây là một vấn đề hoàn toàn mới, một cái chính sách mới và đấu giá tại Việt Nam. Do vậy mà chúng tôi phải cần có cái nguồn nhân lực đấy hết sức là kỹ càng để lựa chọn từ các nguồn mà chúng tôi hiện có cũng như là các đơn vị khác. Và đồng thời chúng tôi xây dựng một cái kế hoạch triển khai Nghị quyết 73 và triển khai cái Nghị định 39. Đồng thời chúng tôi xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đấy để đáp ứng với cái nhu cầu về đấu giá biển số xe ô tô, về cái phương thức đấu giá cũng như là về cái đăng ký xe đối với trường hợp đấu giá. Nó khác hẳn đối với cái công nghệ thông tin cũng như là cái hạ tầng thông tin hiện nay, thì như vậy hoàn toàn mới. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 100.000 biển số được cấp ra mỗi quý. Người dân có thể tham gia đấu giá ở tất cả các địa phương trên cả nước. Mỗi phiên sẽ có nhiều cuộc đấu giá với số lượng biển nhất định, phụ thuộc thị trường và nhu cầu của người dân. Gần đến ngày cấp và quản lý biển số xe máy ô tô theo mã số định danh của chủ xe có hiệu lực, thì thị trường biển số đẹp ngày càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bởi với quy định mới, đối với những phương tiện đang mang theo biển số đẹp như là số ngũ quý, tứ quý, thì nhiều khả năng chủ phương tiện có thể giữ lại biển số đẹp khi bán xe và lắp lại trên chiếc xe mới của mình. Là một người chơi biển số đẹp đã lâu năm ở Hà Nội, những ngày gần đây, anh Hiếu nhận được nhiều cuộc gọi trả giá cho biển số xe mà anh đang sở hữu. Dù có nhiều xe với các biển số đẹp khác nhau, thế nhưng bản thân anh vẫn đang nghe ngóng xem quy định cụ thể là như thế nào, rồi mới ra quyết định có bán hay không.